rất dày vò. Một trái tim thao thức khôn nguôi, một tâm tư luôn luôn khát vọng. Ngài ở đâu tôi đến gặp Ngài? Ngài ở đó nơi nhà châu vắng, sáng sớm chiều hôm mong tôi ở lại. Ngài ở đây ánh đèn chiều khuya, tôi nghe Ngài gọi hạnh phúc từ đây. Một cõi lòng say dứt dày vò, một trái tim thao thức khôn nguôi, một tâm tư luôn luôn khát vọng. Ngài ở đâu tôi đến gặp Chúa.
thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm. Này đây ta ban cho thân xác ta làm của ăn, máu ta ta ban cho làm của uống. Này ai ai ăn ta uống máu ta trong tin yêu thì sẽ sống, sẽ sống mãi muôn đời liền. Người ơi nào mau tới thờ lạy Chúa, tôn kính Chúa trên cao. Linh thiêng ôi phút giây giờ đây khi đoàn con được chiêm ngắm nhàn thánh Chúa trí nhân quyền uy. Người ơi nào mau tới thờ lạy Chúa, hát ca khen cảm ơn ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian. Mình máu thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm. Còn đó cho người muốn lắng nghe, lời Ngài ở đó cho người mong tìm đến, ghi khắc trong những tâm tư in sâu trong tận đáy lòng dòng máu trong tim. Lời Ngài dạy sớm cho người gọi Chúa là cha. Thiên Chúa là một và đồng thời là ba. Điều này không vô lý chứ? Chỉ có một Thiên Chúa nhưng là ba ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cùng nhau, các ngài là Thiên Chúa ba ngôi chí thánh. Tuy nhiên, làm sao ta có thể tưởng tượng điều gì vừa là một vừa là ba cùng một lúc? Chung cuộc, ta không thể thấu hiểu hết được điều này. Một lần kia, Thánh Augustino đi dọc bãi biển, suy niệm về Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngài thấy một cậu bé đi đi lại lại với một vỏ sò nhỏ. Cậu ta nói rằng muốn múc hết nước biển đổ vào một hố nhỏ cậu đào trên bãi cát. Thánh Augustino nói rằng cái hố sẽ không bao giờ có thể chứa được hết nước biển. Cậu bé đáp lại rằng, tương tự Ngài sẽ không bao giờ có thể thấu hiểu được mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi bằng lý trí của mình. Những hình ảnh về Thiên Chúa. Tuy vậy, một số hình ảnh có thể giúp ta hiểu vài nét về điều mà người ta gọi là Thiên Chúa duy nhất và Ba Ngôi. Ví dụ như ba cạnh của một tam giác sẽ tạo nên một hình tam giác. Theo nghĩa này, chúng là một, bởi vì nếu bạn bỏ đi một cạnh, bạn sẽ không còn có một hình tam giác nữa. Cũng thế,
bất kỳ một vật nào tuy là một nhưng có ba chiều trong không gian. Vào thế kỷ thứ 5, Thánh Patrick đã dùng hình ảnh cây ba lá để giải thích về Chúa Ba Ngôi. Đó là một chiếc lá, nhưng có ba chĩa lá. Trong một vài bức tranh vẽ về Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha được vẽ như một ông già có râu tóc bạc phơ, và Đức Giê-xu là một người đàn ông trẻ hơn. Những hình ảnh như thế có thể giúp chúng ta hiểu về tình phụ tử giữa Chúa Cha và Chúa Con. Tuy nhiên, các ngôi vị trong ba ngôi đã luôn luôn hiện diện và sẽ tiếp tục tồn tại đồng thời. Thiên Chúa không có khởi đầu và cũng không có kết thúc. Chia sẻ tình yêu. Tương quan tình yêu giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là bản chất của Thiên Chúa. Ngài không muốn giữ tình yêu ấy cho riêng mình. Thiên Chúa tạo dựng nên ta để ta cùng được chia sẻ tình yêu ấy. Qua việc kết hiệp với Đức Giê-xu, ta đi vào trong sự hiệp thông tình yêu là Thiên Chúa Ba Ngôi. Một sự kiện liên kết đặc biệt. Trong bức tranh nổi tiếng về Thiên Chúa Ba Ngôi của André Rublev, vẽ ba thiên thần viếng thăm Abraham và báo trước sự ra đời của Isaac, tượng trưng cho Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dáng điệu và vẻ mặt cho thấy sự kết nối giữa họ, và Abraham đã tham dự vào sự hiệp thông này khi họ cùng ăn chung với nhau. Trong bức hình, các thiên thần tạo thành một sự hiệp nhất yêu thương, nhưng mỗi đấng hoàn toàn là chính mình. Phía bên trái, Chúa Cha với ngôi nhà thiên đường ở phía trên, nơi mà tất cả chúng ta đều được chào đón. Phía bên phải là Chúa Thánh Thần với một ngọn núi, biểu tượng cho việc ta tiến lên cùng Thiên Chúa qua cầu nguyện. Chúa Con ngồi ở trung tâm với cây của sự sống, tượng trưng cho thập giá. Ngài chỉ tay về chén thánh, tượng trưng cho hy lễ của Ngài thay cho chúng ta. Khoảng không gian mở rộng giữa Chúa Cha và Chúa Thánh Thần làm nên một chiếc chén bao lấy Chúa Con, cũng như các ngôi vị trong ba ngôi, chúng ta cũng kết hiệp hoàn hảo với Thiên Chúa và với nhau trên thiên đàng, và chúng ta sẽ hoàn toàn là chính mình. Vậy, như là ba ngôi vị, Thiên Chúa chia sẻ tình yêu giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong chính Ngài. Ngài cũng muốn thông ban tình yêu đó với bạn. Kinh Tin Kính của các Tông Đồ. 12 Tín Điều Đức Tin. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Giê-xu Ki-tô, Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Mời cộng đoàn cùng hiệp ý với chúng con trong giờ kinh Mân Côi suy niệm năm sự sáng. Và trong giờ kinh này xin được hiệp ý cầu nguyện cho tất cả quý ông bà và anh chị em, cầu nguyện cho các bệnh nhân, các cụ già, các tội nhân, quý vị ân nhân của hội kinh Mân Côi còn sống hoặc đã qua đời, và hiệp ý với tất cả những ý cộng đoàn xin khấn trong ngày hôm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến như làn gió mát, xin thổi vào đời con, vào giáo hội, vào thế giới, để đem lại cho chúng con sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do.
cho sự bình an. Xin Thánh Thần như làn gió mát, như dòng nước trong, như ngọn lửa hồng, Ngài đổi mới mọi người mọi nơi. Lạy Chúa, Chúa là Đấng tròn tốt tròn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con mà cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu trên vì con mà con đã ca lòng phan nghênh lối nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chưa cãi và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dìm tội, cùng làm việc đền tội cho xưng. Amen. Năm sự sáng thứ nhân, Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan. Ta hãy xin cho được sống xưng đáng là con Thiên Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục, và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn.
gió đàn nương nhẹ nhàng bỗng vui sao ngỡ ngàng. Là Giêsu đến trầm mình thế gian nên coi đàng. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Thứ hai, Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cai sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục, và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Tiếng ca na phép nhiệm là nước cao siêu hoa thiều, Mẹ Mary tiếng thầm thì với gia nhân ân cần. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Thứ ba, Đức Chúa Giêsu rao giảng nước trời và kêu gọi sám hối.
tái xin cho được vững tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận bí tích giao hòa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhân là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Rồi ra đi khắp mọi miền sáng tin vui nước trời, dùng ăn năn dung lòng chưa Chúa thương soi dẫn đường. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Thư môn Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi, ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cai sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Ngọn ta bó ngân trời là Chúa cao sáng sáng ngời, niềm vui sao ước vọng nào biến tan trong thánh thần. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Thứ năm, Đức Chúa Giêsu lập bí tích thánh thề. Ta xin cho được sốt sắng tham dự thánh lễ và xin năng rước mình máu thánh ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội,
khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục, và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Là yêu thương thánh thể thánh thức ăn nuôi dưỡng hồn, lòng say mê hết nặng nề hắn vang câu tán tụng. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Lạy nữ vương, mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được thầy. Thân lạy mẹ, chúng con còn trao Eva ở chốn khanh đầy, kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi không long, than thở kêu khẩn bà thương. Hỡi ôi, bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặn thương xem chúng con đêm sau khỏi đầy. Xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúng lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Này con là đá, trên viên đá này Cha xây giáo hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, xa tan sức hùng mưu ma vây vùng không làm chuyện rung. Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, Chúa
người tâm gấm sinh lưng và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng giao người cho ác tâm quân thù, đừng giao người cho ác tâm quân thù. Kinh dâng gia đình cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Maria. Lạy trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria, Chúa đã đặt trái tim mẹ làm gương mẫu cai tạo càng gia đình, làm trung tâm lôi kéo mọi tâm lòng quy hướng về cùng Chúa. Hôm nay con xin dâng cho trái tim mẹ trọn mình con, cả hồn xác con, cả cuộc sống con. Con cũng xin hiến dâng cho trái tim mẹ cả gia đình con, hết mọi người thân thuộc hoặc đi vắng, hoặc đang chung sống với nhau trong nhà này. Xin mẹ hãy cải tạo tri ý tâm tình mọi người trong gia đình con, để gia đình con hòa thuận thương yêu nhau, hợp nhất cùng nhau trong trái tim mẹ. Xin mẹ hãy xua đuổi quỷ tham lam của cái lôi đừng công bằng ra khỏi lòng mọi người trong gia đình con, để chúng con biết sống theo đừng công bằng và tuân giữ giới răn thứ bảy cho trọn vẹn. Xin mẹ hãy khử trừ thần ô uế cám dỗ phạm giới răn thứ sáu, để chúng con biết giữ hồn sang trong sạch, xứng đáng làm cho con yêu dấu mẹ. Đời này được ẩn nâu trong trái tim mẹ, đời sau cùng mẹ hát mừng yêu mến Chúa Ba Ngôi đời đời. Amen. Con đến trước tòa nữ vương uy quyền, dâng hồn dâng sang dâng cõi lòng yêu mến, phó chốt nơi mẹ tâm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên. Hỡi Maria, xin mẹ nhận lấy tâm thân sáng hồn con đến hiện giờ. Chi chiến đấu vì mẹ trong mẹ, có mẹ dẫn dìu con tiến lên đường mới, xây đắp vinh quang nước cha muôn đời. Ôi ánh sáng rạng soi giáo hội, thầy chân lý mở lối soi đường, hồng thiên nhân ai ngàn hương, ngọc ngà kiên tình nêu gương tinh rồng, nêu khôn ngoan thang dòng tuôn chảy. Cha đã ban đầy dạy nhưng không giang truyền ơn Chúa chi công, cho con hợp với cộng đoàn phung nhân. Lạy Cha thanh đa minh, xin cầu cho chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.